quý vị, hiện nay tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt diễn ra ở nhiều nơi, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Chính bởi vậy, những thiết bị thông minh như máy lọc nước trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Việc lựa chọn máy lọc nước như thế nào để đảm bảo sức khỏe gia đình luôn được người tiêu dùng quan tâm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tiêu dùng thông minh tại tỉnh Thanh Hóa. Tại Việt Nam hiện nay, ô nhiễm nguồn nước mặt trở nên phổ biến ở cả nông thôn và thành thị. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, có tới 70% tổng số nước thải từ các khu công nghiệp vẫn xả thẳng ra môi trường, không qua xử lý. Vấn đề này trở thành nỗi lo của nhiều gia đình. Các bạn thấy đấy, ô nhiễm môi trường rồi là tất cả mọi thứ thì mình không có đảm bảo được. Mà kể cả nấu xôi thì mình cũng vẫn ở trong đấy, nó cũng vẫn đang còn những cái tạp chất mà mình không thể, không yên tâm cho sức khỏe của gia đình mình. Hiện tại dù mới sử dụng được 6 tháng, nhưng máy lọc nước Aquanai được chị Bình coi như một trong những giải pháp tối ưu nhất cho sức khỏe của cả gia đình. Nhờ có Aquanai, thiết bị lọc nước với công nghệ lọc RO tiêu chuẩn USA, cung cấp nước sạch 24/24 giờ. Với nước uống hàng ngày, chị Bình không còn phải chờ đợi đun sôi hay lo lắng về việc nước có cặn. Sức khỏe của nhiều người dùng như chị Bình cũng nhờ thế mà được đảm bảo hơn. Từ khi dùng Aquanai thì mình có thể rất là tiện ích, có thể lấy trực tiếp để uống, có thể rửa trái cây để mình ăn trực tiếp luôn này, rồi mình nấu nước để sinh hoạt gia đình. Một điều mình hài lòng ở Aquanai là mình không phải mất thời gian nấu, không lo về cái vấn đề là nước sạch mình không bị thiếu. Mình nghĩ là Aquanai thì giá thành rất là hợp lý, còn các bạn chăm sóc khách hàng cũng rất là tốt. Máy lọc nước Aquanai được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, giảm tỷ lệ bảo hành xuống rất thấp. Nguồn linh kiện để sản xuất máy lọc nước Aquanai đều được nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, tiên phong về chất lượng. Aquanai cũng là máy lọc nước với công nghệ RO tiên tiến, nâng hiệu suất lọc lên đến 95%, công nghệ bổ sung hydrogen và tạo nước có độ kiềm tính lý tưởng, cung cấp khoáng chất tự nhiên cho cơ thể con người. Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn QC-VN-601-2010 của Bộ Y tế. Máy lọc nước Aquanai là một trong những cái dòng sản phẩm dùng màng lọc RO thẩm thấu ngược. Thì cái màng lọc RO thẩm thấu ngược này nó có tác dụng rất là tốt ở cái là nó ngăn gần như 95-99% các cái vi khuẩn gây bệnh, ví dụ như là tất cả các loại vi khuẩn, virus hay là những cái chất độc hại, hay là những cái thậm chí ngay cả những cái chất hữu cơ hòa tan đấy, hay là những cái chất độc hại ví dụ như chì này, thủy ngân này đấy, rồi là tất cả những cái thành phần đấy đều là không qua được cái màng lọc này. Nằm trong top 5 thương hiệu máy lọc nước uy tín tại Việt Nam, sản phẩm máy lọc nước RO Aquanai dựa trên những nghiên cứu kỹ lưỡng về đặc tính nguồn nước tại Việt Nam kết hợp với ứng dụng hiệu quả những công nghệ tiên tiến hiện đại trên thế giới. Ngoài ưu điểm là giá thành vô cùng hấp dẫn, Aquanai còn vượt trội với tiêu chí về chất lượng máy lọc nước và chế độ bảo hành rất cao. Với tình trạng ô nhiễm nước hiện nay thì nguồn nước sạch rất là quan trọng cho sức khỏe của mỗi người chúng ta. Bệnh tật thì chỉ phát sinh từ ra hai đường, ăn và đường uống. Vì vậy, để sở hữu một chiếc máy lọc nước thì chúng ta thời điểm hiện tại bỏ ra trung bình khoảng tầm 5 triệu đồng để sở hữu, kèm theo đấy là chi phí vận hành không dưới 1 triệu đồng trên một năm. Chính vì vậy nên công ty của chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm máy lọc nước Aquanai phù hợp với túi tiền của mọi người, với chi phí vận hành rất là thấp. Thì công nghệ RO sẽ loại bỏ gần như 99,9% virus vi khuẩn và dãy kim loại nặng. Máy lọc nước Aquanai là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nguyễn Khang. Aquanai cũng được phân phối trên thị trường online để phục vụ nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho bất cứ người tiêu dùng nào khi cần thiết. Với sứ mệnh trở thành thiết bị thông dụng và thân thiện của mọi gia đình Việt Nam, Aquanai đang được khách hàng trên cả nước tin dùng trong nhiều năm, từ thành thị cho tới nông thôn. Hiện tại, tất cả các dòng máy của Aquanai đang được nhiều khách hàng lựa chọn nhất chính là 5 dòng sản phẩm, phù hợp với tất cả các điều kiện sử dụng của mỗi gia đình. Giá chính xác của mỗi dòng máy phụ thuộc vào số cấp lọc tùy theo nhu cầu sử dụng. Máy lọc nước Aquanai 1 vòi không tủ đang được bán khoảng 2 triệu đồng. Máy lọc nước Aquanai 1 vòi có tủ giá bán hơn 2 triệu đồng. Máy lọc nước 2 vòi khoáng tinh khiết Aquanai có giá chưa tới 3 triệu đồng. Máy lọc nước Aquanai 2 vòi nóng, nguội đang được bán với giá khoảng 4 triệu đồng. Và máy lọc nước Aquanai 2 vòi 3 chức năng, nóng, lạnh, nguội có giá bán khoảng hơn 5 triệu đồng. Hơn 70% cơ thể là nước, nước sạch cũng chính là một phần tối quan trọng của sự sống. Đã đến lúc cần lựa chọn những sản phẩm thông minh như Aquanai vì một nguồn nước an toàn cũng chính là vì sức khỏe của mỗi gia đình.